Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. PSG bất ngờ họp khẩn bàn với Messi và thay huấn luyện viên mới. Người hâm mộ ngóng chờ kết quả. Mới gần đây, lãnh đạo của PSG tiến hành một cuộc họp gấp ở Qatar để quyết định ghế huấn luyện viên trưởng mới của câu lạc bộ. Hợp đồng của Messi và những dự định cắt giảm đội hình mang về những ngôi sao mới đến Paris. Giám đốc thể thao của PSG, Luis Campos, lập tức bay tới Doha để tham gia cuộc họp với những ông chủ Qatar trong tuần này nhằm quyết định tương lai của nhà cầm quân đương nhiệm Christopher Galtier. Chủ sở hữu của PSG muốn lắng nghe từ Luis Campos, cố vấn của PSG về các phương án thay thế huấn luyện viên trưởng Galtier. Đội bóng Paris đang rất mong muốn được sự đồng ý của Zinedine Zidane về làm huấn luyện viên trưởng mới, nhưng họ cũng hiểu rằng rất khó để thuyết phục được cựu thuyền trưởng của Real Madrid. Tờ El Equipe cho hay, huấn luyện viên Galtier sẽ bị chỉ PSG sa thải trong trường hợp họ không bảo vệ được danh hiệu Ligue 1 sau khi gây thất vọng tại Champions League. Tuy nhiên, với việc đang dẫn đầu và bỏ xa Lens 9 điểm, có vẻ như câu lạc bộ sẽ đăng cai giải đấu này một lần nữa. Các ứng viên được PSG nhắm tới thay nhà cầm quân người Pháp gồm có Mourinho, Nagelsmann, Luis Enrique, Mikel Arteta, trong đó cựu thuyền trưởng của MU hiện đang dẫn dắt Roma là Mourinho rất hứng thú với việc được sao trổ tài tại Ligue 1. Trong cuộc họp đã nêu dự kiến diễn ra vào cuối tuần này của PSG, câu lạc bộ còn bàn đến việc cắt giảm đội hình nhằm đảm bảo quỹ tiền lương theo luật công bằng tài chính. Một trong những cái tên được chú ý chính là Messi, khi mà thỏa thuận hiện tại của anh với PSG sẽ hết hạn vào cuối mùa, nhưng đôi bên chưa có yêu cầu gia hạn thêm 12 tháng nữa. Các nguồn tin từ Pháp đều cập nhật rằng ngày càng thấy Messi và PSG sẽ kết thúc lương duyên vào hè này, chẳng qua họ thực sự chấm dứt việc đàm phán. Trường hợp để Messi ra đi là cách giải quyết giảm quỹ tiền lương, một trong những cách dễ dàng nhất cho PSG. Trong bối cảnh họ đã xác định Mbappe là số 1 và sẽ xây dựng đội bóng xung quanh đội trưởng đội tuyển Pháp. Một khi mà PSG bán bớt đi những ngôi sao đang có, họ sẽ bổ sung những gương mặt mới với mục tiêu phục vụ Kylian Mbappe. Messi bất ngờ công bố, đội hình trong mơ muốn được đá một lần trong đời, người hâm mộ bất ngờ vì những cái tên có mặt. Lionel Messi vừa chọn ra đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất mà anh từng có cơ hội chơi cùng. Đáng chú ý, Kylian Mbappe có tên trong khi hai bạn thân của siêu sao này lại vắng mặt. Lionel Messi đã có vinh dự được sát cánh cùng rất nhiều những cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới trong cả màu áo của Barca, PSG lẫn tuyển quốc gia Argentina. Mới đây, siêu sao 36 tuổi vừa chọn ra đội hình trong mơ gồm các gương mặt đã từng thi đấu cùng với mình. Không quá bất ngờ khi trong số 11 ngôi sao được lựa chọn có tới 10 người đã và đang chơi cho Barcelona, như là Ter Stegen, Carlos Puyol, Javier Mascherano, Dani Alves, Jordi Alba, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Ronaldinho, Luis Suarez và Neymar. Cái tên duy nhất không được thuộc biên chế đội bóng xứ Catalan chính là Kylian Mbappe, người đồng hương hiện tại của Messi trong màu áo của PSG. Bất chấp những tin đồn cho rằng Jean Pulga và ngôi sao đội tuyển Pháp luôn có các bất đồng tại câu lạc bộ, hành động chọn Mbappe vào đội hình trong mơ mới đây của Messi đã đập tan đi mọi nghi ngờ từ truyền thông. Đáng chú ý, dù là có những năm tháng thanh xuân tươi đẹp tại Barca khi giành hết các danh hiệu cao quý từ cá nhân cho đến tập thể, song việc điền tên tới 10 cầu thủ từng thi đấu hoặc đang thi đấu cho gã khổng lồ xứ Catalan và đội hình trong mơ của Messi cũng để lại nhiều tranh cãi. Trong màu áo Argentina, Messi đã vô địch Copa America, siêu cúp Finalissima hay đặc biệt là World Cup 2022, song đã chẳng có bất cứ đồng đội nào từng cùng Mbappe giành các danh hiệu nói trên, được anh điền tên vào danh sách đội hình những ngôi sao xuất chúng mình từng thi đấu cùng. Thậm chí, hai đối tác thân thiết cả hai trên sân cỏ lẫn ngoài đời của Messi là Sergio Aguero cùng Angel Di Maria cũng bị chân sút 36 tuổi bỏ qua. Điều này tạo ra bất ngờ rất lớn cho người hâm mộ. Ngoài Messi, Ronaldo đã chọn ra đội hình trong mơ với những cái tên mà anh từng thi đấu cùng. Ở đó có rất nhiều hàng thủ góp mặt như Karim Benzema, Gareth Bale, Wayne Rooney và Posco. Lionel Messi đạt quá nhiều danh hiệu tới mức hào phóng tặng danh hiệu cho đàn em. Bộ sưu tập danh hiệu của Lionel Messi lúc này đã lớn đến mức anh đã tặng một trong số đó cho người đồng đội Leandro Paredes. Người ta nói đùa rằng thành tích của Lionel Messi trong sự nghiệp có thể điền đầy một trang A4 và anh phải vật lộn tìm một căn biệt thự để chứa mọi danh hiệu mà mình có được trong sự nghiệp. Có lẽ bởi vì vậy nên tuyển thủ người Argentina đã hào phóng tặng một kỷ niệm chương nho nhỏ trong số đó cho người bạn, đồng thời là người đàn em ở đội tuyển, đó là Leandro Paredes. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Paredes, cánh phóng viên đã phát hiện trong nhà của cầu thủ này tại Turin có một chiếc kỷ niệm chương vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất La Liga của Messi trên kệ. Khi được hỏi làm thế nào để Paredes sở hữu nó, tiền vệ này cho biết: "Anh ấy đến Paris, tôi hỏi anh ấy liệu có thể tặng nó cho tôi không và anh ấy đã đưa nó cho tôi.
Và lúc này, Messi được cho là không còn hạnh phúc tại PSG. Một số báo cáo nói rằng Barca sẵn sàng trải thảm đỏ để đón La Pulga trở lại Nou Camp. Trong khi đó, một câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út sẵn sàng trả cho Messi mức lương cao nhất thế giới để anh chơi bóng tại đây trong phần cuối sự nghiệp. Paris Saint-Germain dự định sẽ thay hai cầu thủ tấn công trong trường hợp phải chia tay Lionel Messi hè này. Le Parisien cho biết hai tiền đạo này là Victor Osimhen của Napoli và Randal Kolo Muani của Frankfurt. Trang báo thể thao Turn PSG tin rằng lãnh đạo đội sẽ dùng mức đãi ngộ từng phải chi cho Messi khoảng 41 triệu euro mỗi mùa theo An Equip để trả cho những tân binh cập bến sân Parc des Princes tại kỳ chuyển nhượng hè 2023. Osimhen và Kolo Muani là hai chân sút được các đội bóng tại châu Âu săn đón. Osimhen đang là vua phá lưới ở Serie A với 21 bàn cho Napoli. Trong khi đó thì Kolo Muani cũng là trụ cột khó thay thế của Frankfurt với 13 bàn và 10 kiến tạo tại Bundesliga mùa này. Napoli đòi không dưới 100 triệu euro mới chấp nhận để Osimhen rời đi. Trong khi đó thì Transfermarkt định giá Kolo Muani ở mức 65 triệu euro. Về trường hợp của Messi, Le Parisien cho M10 đang đứng thứ hai lựa chọn. Nếu như chấp nhận giảm sâu thu nhập, siêu sao 35 tuổi này có thể trở lại chơi bóng cho Barcelona. Lãnh đạo câu lạc bộ xứ Catalonia rất muốn tái ngộ siêu sao người Argentina. Trong trường hợp không muốn giảm thu nhập, Messi có thể chia tay làm bóng đá châu Âu để sang Mỹ hoặc các quốc gia Trung Đông chơi bóng. Lãnh đạo của PSG được cho là sẵn sàng chia tay Messi hay Neymar để xây dựng một tập thể xung quanh Mbappe. Tại kỳ chuyển nhượng hè tới, câu lạc bộ thủ đô Paris sẽ tập trung chiêu mộ những cầu thủ trẻ thay vì đón những ngôi sao đắt giá về thi đấu như những năm gần đây. Hôm 16 tháng 4, Messi đóng góp một bàn thắng giúp PSG đánh bại Lens 3-1 trên sân nhà. Đội bóng thủ đô Paris tiến gần hơn đến ngôi vô địch Ligue 1 khi khoảng cách với đội nhì bảng Marseille là 8 điểm. Rời Paris về quê hương, Neymar báo tin cực vui cho PSG. Khi mà đã rời Paris để trở về quê nhà Brazil, tiền đạo siêu sao Neymar mới đây đã báo tin lành cho đội bóng chủ quản PSG. Mùa giải 2022-2023 đã sớm kết thúc với Neymar từ đầu tháng trước sau khi anh dính chấn thương nặng ở mắt cá và phải lên bàn mổ. Theo đó, siêu sao người Brazil sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tháng. Được biết thì sau khi phẫu thuật thành công tại Doha, Qatar hôm 11 tháng 3, Neymar chỉ ở lại Paris ít hôm trước khi trở về quê nhà Brazil để nghỉ ngơi và bắt đầu quá trình hồi phục. Mới gần đây nhất, tiền đạo 31 tuổi đã báo một tin không thể vui hơn tới câu lạc bộ chủ quản PSG. Cụ thể theo Le Parisien, Neymar dự kiến sẽ trở lại PSG vào cuối tháng 4 này để thực hiện bước tiếp theo của quá trình hồi phục và sẵn sàng cho mùa giải tới. Trong bối cảnh Messi được cho là sẽ ra đi để trở về Barca vào cuối mùa, Neymar thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục là chủ công của PSG bên cạnh Mbappe mùa tới. Thực tế, nếu xét về khoảng thời gian trước khi bị chấn thương tại World Cup, Neymar chính là cầu thủ hay nhất của PSG với 15 bàn và 12 pha kiến tạo chỉ sau 20 trận. Vì vậy, một khi khỏe mạnh, cựu sao Barca vẫn sẽ là nhân tố quan trọng để dẫn dắt hàng công của nhà đương kim vô địch Ligue 1. Trước khi mùa giải 2022-2023 khởi tranh, PSG được cho là muốn bán Neymar cho các đội bóng Anh như Chelsea hay Newcastle. Tuy nhiên mới đây bây giờ, đội bóng Pháp lo ngại những tiền sử chấn thương sẽ khiến anh không thể vượt qua bài kiểm tra y tế nào. Cộng với quyết tâm ở lại của Neymar, PSG đã đổi ý và nghiêng về phương án giữ anh lại. Ngoài ra, nhà đương kim vô địch Ligue 1 cũng được cho là sẽ chuyển chiến lược không chiêu mộ sao lớn nữa mà sẽ tập trung phát triển tài năng trẻ làm tương lai cho đội.